Anthony Joshua và Tyson Fury đại chiến ở nơi nào? Theo tờ Daily Star, trận đấu boxing giữa Anthony Joshua và Tyson Fury có thể sẽ chỉ tổ chức tại Anh thay vì Ả Rập Xê Út như báo chí đưa tin. Lý do bởi các bên đang theo dõi tình hình dịch COVID-19 lẫn các hạn chế đi lại và tổ chức sự kiện của chính phủ. Và nếu Anh Quốc cho phép khán giả vào theo dõi các sự kiện thể thao trong nhà với số lượng lớn, thì một trận đấu tại Wembley có thể được tổ chức. Joshua phải đồng ý đấu Fury vào mùa hè này hoặc không bao giờ. Trên kênh AFL TV, ông bầu của Anthony Joshua là Eddie Hearn khẳng định quyền vương và Tyson Fury phải đạt được thỏa thuận sớm nhất là vào mùa hè này, bằng không trận đại chiến boxing hạng nặng sẽ không bao giờ diễn ra. Trước đó thì đôi bên liên tục khẩu chiến trên truyền thông nhưng chưa thực sự ấn định được thời điểm so găng. Dustin Poirier bỏ tranh tài UFC hạng nhẹ để tái đấu McGregor. Hồi đầu tuần, UFC thông báo kế hoạch tổ chức trận đấu tìm nhà tân vô địch hạng nhẹ thay thế Khabib Nurmagomedov giữa Michael Chandler và Charles Oliveira. Theo tiết lộ từ chủ tịch Dana White, Dustin Poirier, võ sĩ xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng UFC hạng nhẹ, vốn được lựa chọn cho trận đấu này nhưng đã chủ động từ chối. Được biết, Dustin Poirier muốn dành thời gian để chuẩn bị cho màn tái đấu với Conor McGregor, bại tướng của mình hồi đầu năm nay. Chủ tịch Dana White cũng hết lời ca ngợi Poirier đã đưa ra quyết định thông minh vì không phải ai cũng có vinh dự được thượng đài với McGregor tới 3 lần. Khabib được rủ thi đấu WWE. Trên Daily Mail, đô vật nổi tiếng The Real Max Tyrer đã ra sức thuyết phục Khabib Nurmagomedov gia nhập tổ chức WWE. Thậm chí Max Tyrer còn khẳng định nhà vô địch UFC hạng nhẹ sẽ là ngôi sao lớn nếu góp mặt ở tổ chức đô vật danh tiếng nhất thế giới. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury tuyên bố, tôi có thể uống 8 lít bia rồi tần Joshua một trận. Tyson Fury đã gửi một lời tuyên chiến mạnh mẽ đến Anthony Joshua trước thềm cuộc đại chiến thống nhất danh hiệu của hai vua nhà vô địch người Anh. Tân vương WBC hạng nặng đã xuất hiện với một cách lạ lẫm trong đoạn video mới được công bố mới đây. Anh tỏ ra rất tùy tiện về cuộc so tài và đối thủ sắp tới của mình là Joshua, trận đấu mà nhiều nhà tổ chức tin rằng những thỏa thuận cuối cùng đã sắp được ký kết. Dù vậy, trong lần có mặt trực tuyến ở MTK Global Livestream, vua Gypsy đã có bộ dạng nghiêm túc hơn rất nhiều. Võ sĩ 32 tuổi đã bắt đầu màn đả kích dành cho nhà vô địch đồng hương. Tôi có thể uống 8 lít bia rồi tần Joshua một trận, không có vấn đề gì cả. Những người có mặt ở đây đều biết rõ về trận đấu này còn hơn cả tôi. Có vẻ nó đã được hoàn tất trên mặt giấy tờ và chúng tôi đã có được thời gian cùng địa điểm thượng đài. Nhưng tôi chưa biết gì cả. Tôi đang hướng đến một thử thách. Trong 13 năm qua, tôi đã tìm kiếm khắp thế giới về một võ sĩ chuyên nghiệp giỏi hơn mình. Chỉ là tôi vẫn không thể tìm được anh ta. Dù tôi có đến một mảnh đất xa xôi và thi đấu theo một cách khác lạ, họ vẫn không thể thắng được tôi. Tôi không tập luyện nữa, cho đến khi tôi biết rõ rằng ngày mình bước lên võ đài. Tôi chỉ cần 6 đến 7 tuần chuẩn bị để đối đầu với những gã hạng bét như thế. Tôi cũng không cần những người đấu tập giỏi nhất trong màn so găng với một kẻ chỉ chuyên tập thể hình. Tôi chỉ cần vài người khuôn vác, vài người chữa cháy và vài người bản địa mạnh mẽ mà thôi. Fury cũng nói thêm về đối thủ cũ là Deontay Wilder. Tôi chắc rằng anh ta phải chuẩn bị tất cả những lời ngụy biện đó trong đầu vì có thể một ngày nào đó anh ta sẽ đấu với tôi một lần nữa. Khi điều đó xảy ra, tôi thậm chí sẽ hủy diệt anh ta còn dễ dàng hơn lần trước. Về trận đấu gần nhất, nó còn không phải là một cuộc so găng boxing. Suốt 7 hiệp đấu, anh ta chỉ đánh chúng tôi khoảng 3 lần. Tôi sẽ hạ anh ta trong 1 đến 2 hiệp, đúng hơn là sẽ tiêu diệt anh ta. Fury tự tin khẳng định. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Nhường bước để Joshua chạm trán Fury, Wilder bỏ túi khoản tiền kích xù. Deontay Wilder được cho là sắp bỏ túi khoản tiền hậu hĩnh vì nhường bước cho Tyson Fury so găng với Anthony Joshua.
Sự chờ đợi cho màn chạm trán giữa Anthony Joshua và Tyson Fury sắp sửa chấm dứt. Theo thông báo từ ông bầu Eddie Hearn, mọi thỏa thuận cho trận thống nhất đai hạng nặng gần như đã hoàn tất và chỉ còn chờ công bố thời gian và địa điểm tổ chức của trận đấu. Trong chia sẻ mới đây, người dẫn chương trình của ESPN, Mark Kellerman, cho hay sở dĩ trận đại chiến giữa Joshua và Fury có thể diễn ra như mong muốn, một phần là bởi Deontay Wilder chấp nhận nhường bước. Động thái này được đồn đoán sẽ giúp cựu vương WBC bỏ túi khoản phí không dưới 10 triệu đô. Kellerman cho hay, đừng quá chú trọng đến hợp đồng vì Wilder được trả tiền để nép sang một bên khi bạn gạt bỏ tiền bạc cho trận đấu kế tiếp. Con số nhận lại chắc chắn không phải là 100.000 đô mà phải khoảng từ 5 đến 10 triệu đô. Wilder đang kiếm tiền chỉ bằng việc chờ đợi. The Brown Bomber vắng bóng sàn đấu kể từ thất bại trước Fury vào tháng 2 năm ngoái ở Las Vegas. Theo hợp đồng ký kết ban đầu, cả hai sẽ có màn đụng độ lần thứ 3. Tuy vậy, phía Fury cho rằng thời hạn kích hoạt điều khoản tái đấu đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Wilder cùng các cộng sự ra sức phản đối quan điểm từ tay đấm người Anh, đồng thời tin rằng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Trong quãng thời gian chờ đợi phục thù Fury, Wilder được cho rằng đang nhắm đến một trận đấu với Andy Ruiz hoặc Dillian White. Mauricio Sulaiman, chủ tịch WBC tỏ ra hứng thú với màn so găng tiềm năng giữa White và Wilder. Nếu Dillian White đánh bại Alexander Povetkin trong trận tranh đài WBC tạm thời, cuộc đấu với Wilder sẽ trở nên hấp dẫn và có ý nghĩa. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury tiết lộ về hành động kinh tởm với Deontay Wilder. Hành động đáng sợ của Tyson Fury trong trận chiến cùng Deontay Wilder vào năm trước đã được võ sĩ người Anh lý giải. Sau trận hòa kịch tính cùng Wilder vào năm 2018, vua Gypsy đã có màn trình diễn đỉnh cao trong sự nghiệp bằng việc đánh bại đối thủ người Mỹ trong vòng 7 hiệp đấu tại MGM Grand Garden Arena vào tháng 2 năm 2020. Từ đó đến nay, cả cựu vương lẫn tân vương WBC đều chưa thượng đài thêm lần nào. Dù thế, những màn đấu khẩu giữa hai bên vẫn diễn ra. Oanh tạc cơ sắt đưa ra rất nhiều lý do để bào chữa cho thất bại của mình, còn Fury thì hoàn toàn bác bỏ chúng. Nói về những lời giải thích vô lý của Wilder, Fury cho biết, tôi tin rằng phần lớn là do anh ta dùng miệng để hôn những thứ bẩn thỉu trong trại tập luyện của mình. Anh ta hoàn toàn khiến tôi thất vọng với tư cách là một người đàn ông. Dù có trở lại, tôi nghĩ rằng sự nghiệp của anh ta đã kết thúc, mọi người không còn sợ anh ta nữa. Trong trận đấu lần 2 giữa Fury và Wilder, có một khoảnh khắc thu hút được sự chú ý của rất nhiều người ở hiệp 6. Lúc đó võ sĩ đến từ nước Anh đã liếm máu ở cổ đối thủ trong lúc hai người đang ghì chặt nhau ở góc đài. Mới đây thì Fury đã có sự lý giải về hành động đáng sợ này. Trong một cuộc phỏng vấn trước trận đấu, tôi đã nói rằng tôi sẽ nếm thử mùi vị máu của Wilder. Tôi có cơ hội làm điều đó trong hiệp đấu thứ 6, thế nên tôi đã thử xem máu của con mồi của mình có vị gì. Đêm đó tôi là thợ săn, tôi là con sư tử, anh ta là con linh dương, và tôi hạ anh ta. Bản năng của loài thú xuất hiện trên võ đài, dù là ở bạn hay ở anh ta. Fury trả lời trong ESPN. Hiện tại chủ nhân của danh hiệu WBC đang hướng đến cuộc đại chiến với nhà vô địch đồng hương Anthony Joshua vào mùa hè. Nếu diễn ra, đây sẽ là một trong những trận đấu lớn nhất trong lịch sử quyền Anh nước Anh, với 4 chiếc đai danh giá của hạng nặng được quy tụ. Về phần Wilder, tay đấm này vẫn chưa làm rõ hành động kế tiếp của bản thân sau thất bại trong việc đàm phán so tài lần 3 với Fury vào cuối năm trước. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.